Tin chúng tôi vừa nhận được, ngay sau cuộc họp trực tuyến của Chính phủ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp trực tuyến với các sở ngành đơn vị địa phương để triển khai một số nội dung khẩn cấp ứng phó với bão Noru. Dự cuộc họp có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng. Ngoài những công tác đã triển khai từ hôm qua đến nay, thì phần lớn ý kiến đề nghị thành phố bố trí thêm lực lượng hỗ trợ các khu vực xung yếu, đồng thời có phương án dự trữ thêm nguồn lương thực, thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm sơ tán, bố trí thêm các điểm sơ tán cho ngư dân ngoài tỉnh đang trú tránh tại âu thuyền Thọ Quang. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố đến từng nhà dân để ra soát chi tiết công tác phòng chống bão tại các hộ dân. Đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các địa phương chủ động nguồn kinh phí để phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị đến chiều nay, các lực lượng chức năng phải hạ hết tường rào, thay bằng lưới bê tông để bảo vệ các công trình xây dựng, bố trí biển báo để hướng dẫn người dân đi lại an toàn, sẵn sàng phương án y tế để cấp cứu tại nhà, không để bị động, ra soát lại tất cả các bè thuyền, nhất là các trường hợp tự phát, bổ sung các máy phát điện dự phòng tại bệnh viện, trường học, các khu vực xung yếu, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Tất cả những người mà sống ở ao các cái thuyền, bè thuyền, các cái lán trại thì cũng phải ra khu vực đó dì dầu đấy, nơi an toàn là trước 14 giờ chiều nay. 20 giờ tối nay là yêu cầu tất cả người dân từ các lực lượng làm nhiệm vụ thì không được ra khỏi đường, khỏi nhà. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cũng đề nghị kiểm tra kỹ lại công tác neo đậu tàu thuyền, gỡ bỏ các biển quảng cáo, đảm bảo các công trình hồ đập giao thông tiếp tục thông tin tuyên truyền cho người dân cũng như người nước ngoài đang lưu trú trên địa bàn thành phố. Các địa phương chủ động tổng hợp thiệt hại sau bão, đề xuất các chính sách biện pháp hỗ trợ người dân kịp thời.